Vô, vô điểm. Vậy đỡ hơn không? Để cho cô đi giúp té ha, vô, cứ vô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bị nặng ngày đầu tiên nên là sẽ vẽ chủ đề với nhau. Phá hoại đồ dùng trong trường nè. Ủa, chứ không chưa mà. Rồi, em dìm xuống cho các bạn dưới kia đi. Rồi, xin mời tự giới thiệu. Thôi, phải đứng, tự giới thiệu về mình. Ủa, em tên là Thánh Linh, hôm nay em sẽ đi học mỹ thuật hả? Chưa có sự cho phép giáo viên dám đụng cái bài kỳ điểm. Ủa cô chưa kịp gì hết. Rồi, đây là đoạn ghi âm nha. Hãy để xác dựng hết điểm rồi đấy. Rồi, bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính giờ vẽ tự do nha. Rồi, em có viết cái con của cho em viết nè. Gì đâu? Em bị cứ ra há miệng trong đùi tay vô. Dạ. Giờ cho vẽ mà không vẽ là gì điểm. Ủa, giờ biết nữa. Ngồi xuống. Đâu đâu con ngạo con ớt nè, cái chân của nó mà. Để em vừa cho bạn khác
comment về cái bức tranh của em. Em nghĩ cái này có phải là con ảo bút đất không? Không. Rồi, cho em điểm. Đây, cái bài kiểm tra này gọi là bài kiểm tra 15 phút. Con này không tính. Không. Thiếu cặp. Hả? Cái gì đây? Chắc con tép á. Thôi bỏ qua đi. Ảo bút đất thanh linh thật là kỳ. Sao nó không có cái mình ra ta? Mà thôi kệ, cũng được. Nhìn nó là trước xưa, đằng sau này ra được. 3. Dám vẽ cái này không? 1, 2, 3. Sao con nào cũng giống con nào vậy? 4, 5. Đặt con này chết. Chơi mất lịch sự. Đó là kiểu vậy mà. Thật có cháu chảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 điểm. Được không em? Em thấy 8 điểm nó hợp không? Em nhưng mà em thấy dạ hả? Thiếu cái à, thiếu sự sáng tạo. Thiếu cách cặp. Không, thiếu cặp là trừ 1 điểm. Thiếu sự sáng tạo chỉ có một kiểu trừ một điểm, trời ơi, còn 6 điểm hơn nó trên trung bình rồi. Rồi, 6 điểm. Thôi mà cho điểm khuyến khích của em ấy ngày hôm nay là ngày đầu tiên em ấy im lặng như vậy nên cho 8 điểm. Rồi, cái bên này. Đây, đây là bức tranh của em nha. Look at this. Look at this. Thấy không? Cái gì vậy cô? À mua đó là ta có cái bình này, hiểu chưa? Ủa, em nhìn trước mà sao có cái bình được? Trời ơi, em chọn nhìn trước ta cũng thấy một cái chút xíu vậy, không thấy luôn. Đây, con nhỏ nha các bạn. Nhỏ mà chơi đuôi lên lộn lớn. Không ổn sao? Trừ 0 điểm. Lộn lộn trừ 3 điểm. Nói leo trừ 1 điểm. Tóc quá đi nè. 7 điểm. Rồi. Nói chung là cũng được nha các bạn. Vẫn là một kiểu. 1, 2, 3, 4. 4 con bự. Rồi, có mấy con nhỏ này nè. 5, 6, 7, 8. Chắc phải là kính à. Kính lúc mới coi được á. Chung là khó sáng tạo nha. 10 điểm. Rồi. Thánh Linh nhận xét về bài này. Thật quá đi. Nói không thành thật. Đi một điểm. Vẫn còn 6. Dạ. Em thấy số điểm có hợp lý với bạn kia không? Chú uống rồi các bạn. Có thấy hợp lý không? Em có muốn cộng điểm cho bạn không? No. Có thấy cho bạn có bụng ghê chứ không? Rồi. Danh 10 nha. Bởi vì là ngày đầu tiên nên là cũng khiếm khuyết nha. Rồi. Con này tuổi lớn rồi. Trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.